Hello. Vừa có một chút trục trặc kỹ thuật nên là các con nào hơi bị muộn một tí được không sao? Hôm nay cô có rất nhiều quiz và có rất nhiều trò hay để cho các con chơi á. Nhiều lắm đúng rồi. Ok, cô sẽ bảo luôn mình không tám chuyện đấy nhá. Chúng ta vào bài luôn nhá. Ok, hôm nay các bạn vào ít. Nói luôn đi. Các bạn vào ít thế. Rồi, share màn hình luôn. Chúng ta học qua cái này nhanh nhanh thôi, còn chơi. Ok. Sao cứ dậy, cứ vào lớp là lại ho nhỉ? Rồi, cũng ăn đi tất cả các bạn vào, chúng ta cùng học nhé. Nát ăn. Vậy ơ. Ngoài quiz ra còn có rất nhiều thứ khác. Ok. Chào cô nha. Ui, này hơi khó nha. Được rồi. Con nghe cô nói không? Vẫn nghe thấy đúng không? Tại vì cô tắt mic của các con ấy. Ok, vẫn là bài của ba bạn này. Giờ bạn nào làm nhanh giúp cô, mình sẽ đưa những thông tin ở bên này, món gì sẽ vào breakfast này, món gì vào lunch và món nào vào dinner nhá. Và sẽ có 3 course, 3 món trong một bữa. Là first course là món đầu tiên này, là món khai vị này. Main course là món chính này. Và cuối cùng là dessert là món tráng miệng. Ok, rồi. Nhắn cho cô vào chat nhé. Happy Teacher's Day, thank you Dylan. Thank you. 3 giờ nhỉ? Thứ 7 tuần này đúng không? Ok, cô cũng háo hức lắm. Mà chưa thấy quà cáp nào cả. Chưa thấy quà cáp gì cả. Chắc là tự tặng quà cho mình thôi con ạ. Ok. Đức An luôn hộ cô nhé. Ok, Đức Lê Bùi Đức An. Có cần thời gian để đọc không các con? Ok, rồi. Đầu tiên làm cho cô breakfast đi. Ok, so what are the food in breakfast? Ok, please open your mic. Hello Đức An. Hello, teacher. Hi, thank you. Thank you for your wish. Thanks a lot. I appreciate it. Vì bên con có vẻ lại bị tiếng hơi ồn rồi. Cô tắt tạm nha, gọi bạn khác cái đã nha. Rồi lại cô gọi lại con nhá. Ok. Rồi, bạn khác giúp cô. Bạn nào nhắn tin vào chat giúp cô nhé. Cảm ơn Hoàng Giang, Lịch Bùi Thị. Là bạn nào? Ok, cảm ơn tất cả lời chúc của các con. Ok, Thanh Thư nhá. Ok, Thanh Thư hộ cô. Đầu tiên làm cho cô mục breakfast đi. Ok, so what are the dishes that these three friends eat for breakfast? Ok. Louis, breakfast have cake food. Yum. Yes, cake, fruit, milk, and yogurt. Yeah, and hot chocolate. Hot chocolate. Okay, very good. Okay, anything else? How about John? Does he eat anything for breakfast? Yeah. Cereal. Cái từ này các con đọc nhiều khi hơi bị sai đúng không? Cereal này. Cereal. Bread and butter. Okay, with meat or cheese. Okay, very good. Anything else? Bạn có ăn gì nữa không nhỉ? Okay, so we have he drinks fruit tea. Okay. With sugar. Yes. Tomato. Okay. Tomatoes and cucumber. Okay. Cô gạch những cái trên này nha. Chúng ta có cake, fruit, yogurt. Okay, milk and hot chocolate. Okay. How about this one right here? Arjun? What does he eat for breakfast? Cereal again.
Milk and we sugar. eat cereal with milk and a little bit sugar. Okay, a little bit sugar. Okay, how about his sister? What does she eat for breakfast? His sister eat toast, right? And jam and honey. Okay, thank you, thank you. Rất tốt, rất tốt. Cô cảm ơn con nha. Okay. Yes. Thank you. Next one, how about lunch? Lunch, okay, I will use another color. Okay, I use the blue one for lunch. Okay. Phương, Kenna? Phương, yeah. Con đâu rồi? Okay. Hello, teacher. Hello, Phương. So, can you list for me the food that each of these friend had for lunch, okay? Yes. First is Luigi from Italy. Luigi. pasta with dry sauces. Pasta, yes, with sauce. Sausage, con nhá. Sauce là sốt đi. Sốt, okay. Anything else sauce. We have? Meat. We have meat or fish. Fish with? Vegetables. Vegetables, okay. Okay, that is for lunch. How about jam? Jam. What does he eat for lunch? His main meal. Yes, it's the main meal. Main là chính, meal là bữa, bữa chính. Okay. Nhưng bạn đi ăn vào bữa này. Kosher. Soup, right? Soup. Yes, course cũng là con ạ. Okay. Cabbage soup. But chicken soup. Yes. Anything else? Rice. Rice. Okay. Rice, potatoes, meat, and some? Salad. Okay. Thank you. And yes, another one, Arjun. Yes. What does he eat for lunch? For lunch, sandwich. Sandwich, yes. Crisps, yes. Juice or water. Okay, thank you very much. Nhưng mà đầu tiên cô hỏi con là cô hỏi con là crisps nghĩa là gì? Cái từ này này, some crisps nghĩa là gì? Không biết. Bài khoai tây chiên. Đúng rồi, khoai chiên. Thế khoai tây chiên có một từ nào khác? Có hai. Mình có thể gọi khoai tây chiên là những cái từ nào nữa nhỉ? Potato chips. Potato chips. Fries. Fries, đúng rồi. French fries. Okay, thank you. Rất tốt. Cô cảm ơn con nha. Rồi, tắt mic giúp cô nhé. Okay, một bạn cuối cùng. Nói cho cô là các bạn này ăn món gì vào bữa tối. Okay, what do they eat for dinner? Cô sẽ chọn màu xanh lá cây đi. Trung John mới hả con? Có phải con là học sinh mới không? Dạ, con học từ tuần trước rồi. Từ tuần trước à? Thế hồi đấy con để tên là gì hay là cô chưa kịp gọi con? Cô đã gọi con lần nào chưa? Dạ, con để tên như thế này à cô? Con để tên thế này hả? Thế thôi, ok. Thế bây giờ cô gọi con nhá. Tôi có tên là gì Trung? Đầy đủ tên của con là gì? What is your full name? Dạ, Đỗ Quốc Trung ạ. Đỗ Quốc Trung. Ok, hello Quốc Trung. Welcome to the class. Ok, tell me. What does Luigi eat for dinner? Okay. What does Luigi, this one right here, eat for dinner? Hello? Con còn đấy không? Còn đấy không con? Vẫn bật mic đúng không? Okay, bạn Luigi, bạn ấy ăn gì vào bữa tối? Đấy, con sẽ đọc ở đoạn này nha. Cái chỗ cô gạch là các bạn ăn rồi, là nói rồi, là màu đỏ là bữa sáng này, lunch thì là màu xanh này. Okay.
Nếu bạn ấy không ăn những cái món chính, bạn không kể món chính thì con có thể kể món tráng miệng đúng không? Bạn ấy có kể món tráng miệng đúng không nào? Okay, what does Luigi eat for dessert at night, in evening? Mấy nhà Fruit. Okay, often for dessert we have ice cream. Ice cream. And what else? An Italian food called tutti frutti, right? Right. Okay, rồi. Tiếp nha. Ok, để bạn Jan này. Ok, bạn ấy ăn gì vào bữa tối nhỉ? Bạn can ăn gì không? Ăn gì không? Bạn không ăn gì thôi. snack. Ok. Bạn đi ăn một món phụ thôi, một món nhẹ thôi. Ok, a snack. Ok, and last one. Arjun from Britain. Ok. Bạn ăn gì? Curry Curry and rice, right? and right What else? What else? a salad Salad? Chili? chili Oh. mango Okay, very good. Con học lớp mấy thế Trung? dạ con học lớp hai rồi cô Ủa, con học lớp 2 hả? Ok, rồi, chào mừng con đến lớp. Thứ là lớp này dành cho các anh chị cấp 2. Nhưng mà con lớp 2 cũng không sao. Nếu là con có khả năng thì con vẫn có thể tham gia được mà, đúng không? Ok, cảm ơn con nha. Rồi, để xem nào. Sau bài này là gì? Ok, để cô xem nào, không biết nó có mất nhiều thời gian không. Rồi, cô hỏi nhanh nhá. Con xin cô cái gì? Bạn Cao Danh Lưu xin cô gì đấy? À, ok, được rồi. Chờ tí cô xem qua đoạn chat như nào nhá. Ok, bài này là mình sẽ đọc. Bạn A là Luigi này, B là Jan và C là Arjun. Ok. Number 0. For example, who has his main meal in the evening? Okay, is Arjun. Right. Rồi, giờ cô sẽ hỏi lần lượt nha. Number 1. Who doesn't have two courses at lunchtime? Who doesn't have two courses at lunchtime? Câu này nghĩa là gì cái đã? Ok. Các con vẫn nghe thấy cô nói đúng không? Ok, bạn nào có thể trả lời cho cô câu 1? Con xin cô, bạn nào con xin cô ở đây. Ok. Ok, Emma. Ok, who doesn't have two courses at lunchtime? Bạn nào ăn hai bữa vào bữa trưa? Còn hai món được chưa? Ok, it's Arjun. Ok, very good. Can you do number 2? Who always has lunch at the same time every day? Bạn nào luôn luôn ăn trưa vào đúng một thời điểm trong ngày? It's It's Jan. Ok, where do you find the information? He says lunch is the main meal of the day and it's always at midday. Okay, let's check. Very good. Okay. Thank you, Emma. Thank you. Rồi, cô cần một bạn khác làm tiếp cho cô hai câu tiếp theo. Thì chúng ta vào quiz nha. Chúng ta làm xong nhanh cái này, chúng ta sẽ làm quiz nhanh. Okay, number 3. Who doesn't have a hot lunch? Bạn nào không ăn món, không ăn trưa nhưng mà ăn cái món gọi là món nóng ấy. Okay. Anh Bùi Minh Dũng. Đâu rồi? Ok. Rồi bạn Hiển chờ cô nha. Chào cô nhé, chào cô Đàng Hoàng nhé. Hello, what's your is Bùi Minh Dũng. name? Bùi Minh Dũng. Ok, so are you are in grade 4?
Yes. Is this your first time in my class? No. No? Okay. So I guess you have study 1 month. Okay, very good, very good. So can you tell me, number three, who doesn't have a hot lunch? Who doesn't have a hot lunch? Because him. Okay, just take your time. Arjun? Why do you think so? No. It's Jan. It's Jan? So where do you find the information? Bạn nào không ăn món nóng vào bữa trưa? Món nóng là như thế nào? Là không phải món nóng đâu. Ok, vậy cô sẽ mở đáp án để xem là gì nha. Ok, it's C. Con biết vì sao mà sandwich không phải là món nóng không? Thì nó chỉ là bánh mì và kẹp với cả thịt nguội thôi. Thì nó sẽ gọi là sandwich, đúng không? Là còn bánh mì kẹp. Ok, thì đó không phải là món nóng đâu. Ok, can you do number 4 for me too? Who has a different drink from his sister at breakfast? Bạn nào có cái đồ uống khác với chị của bạn ý vào bữa sáng? Dễ quá đúng không? À, cô bật lại mic cho con nha, Dũng nhá. Ok, number 4. Bạn nào có thể trả lời được cũng có thể nhắn vào chat. It's okay, let's read this sentence. I usually have a glass of milk, but my sister has hot chocolate. Okay, so Luigi has milk, but his sister has a cup of hot chocolate. Okay. Để chúng ta sẽ điền A vào đây đúng không nào? Okay, cảm ơn con, cảm ơn Dũng nhé. Ok, cô sẽ gọi lần này gọi bạn Tân Bích giúp cô nhé. Rồi, bạn Công Hiển đúng không? Làm giúp cô câu 5 và 6 nào. Ok, can you do number 5 and number 6 for me? Ok, number 5. Who doesn't usually eat sweet food for breakfast? Let me read. Okay. Yes, take your time. Nice background. Yes. Number 5 is Argent. Okay, so why? Why do you think so? Yes, because this sentence is say he always has cereal with milk and sugar for bạn nào không thường ăn đồ ngọt. Không thường ăn đồ ngọt vào bữa sáng cô. Đồ ngọt. Bạn nào không ăn đồ ngọt? John. John, okay. So, what does he have for breakfast? He has bread and butter with cold meat or cheese. Okay, so it is a savory dish. Yes. Not sweet. And he has that with tomatoes and cucumber. Yes, okay. Some savory dish, savory food with some vegetable. Okay, very good. And lastly, teacher. Yes? Teacher, but I think cheese has sugar. Cheese has sugar? I don't think so. In order for cheese to ferment, I don't think there's no sugar in cheese, right? Okay.
À, con biết không, nếu mà mình hình như là mình bỏ đường hay bỏ muối vào, bỏ đường hay sao ấy vào men thì nó sẽ bị chết men ấy, nên là cô nghĩ là nó sẽ không có đường ở trong phô mai đâu. Okay, number six, can you do the last one? Who sometimes has three courses for his lunch? Bạn nào có ba món, ăn ba món vào bữa trưa? Well, okay, vẫn là con hiển nhá, bắt mic chưa thế? Yes. Okay. In the morning, I have cakes and yogurt. I just need to feel I have my meal. Okay. I think John too. Okay, so what are his course? What are his three courses? The first course is Đúng không nhỉ? We don't have a dessert. We don't have a dessert at lunchtime. Có đúng không? Không phải đúng không? Bạn nào ăn? À, We don't sometimes, sometimes. Để xem nào. Cô và con cùng đọc nhá. Ok, nếu mà have là bạn first course dessert. này. Main course thì có meat, potato này. Nhưng mà không có dessert at lunchtime. Không có dessert. Ok, có một đáp án luôn. Ok, là A nha. Ok, first course của bạn ấy là pasta. And next we have ice cream. Ok, gì nữa nhỉ? Ok, pasta, sauce, meat or fish with vegetable and ice cream. Ok. I think he's first. Fruit. First. Ok, very good, very good. Rồi. Chung lớp 2. Từ từ để cô xem chat nha. Từ nãy giờ cô không biết là con viết cái gì này. Ok. Rồi, rất là tích cực đúng không nào? Rồi rồi, ok. Cái này chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ cô sẽ share màn hình cái này. Where is it? Chờ cô tí nhá. Chờ cô tí nhá. Hôm nay cô hơi nhiều task đây là sẽ hơi chậm một chút. À, có nhớ hôm trước chúng ta đang làm dở cái ấy không con? Chúng ta đang làm dở một cái quiz về food. Ok, đây rồi. Nó đây. Chuẩn bị nhá. Wow. Tắt tắt mic giúp cô Hiển nhá. Yes. I love to play this. So we have some quiz. Join my quiz. Dot Okay. com. Okay, let's check your Okay. Let's check your inbox. Okay. What now? The new feature. Ok, có thể các bạn đang vào rồi nha. Ok, hôm nay chúng ta có khoảng 40 bạn ở trong lớp. Mới có 22 bạn vào thôi. Nếu như con không vào được bằng đường link thì chúng ta hãy vào đường link là joinmyquiz.com, sau đó nhập code. Mình cũng có thể làm trên điện thoại nhé. Cứ vào trình duyệt là có thể làm được nha. Nhạc đâu ấy nhở? Cô cần một chút nhạc. Ok, chắc một lát nữa. Cô sẽ đổi cái phông này cho nhạc nó khác hình chút nha. Cô cũng chưa biết là nhạc gì là nhạc hay nữa. Lên này đi. Ok. 27 bạn rồi. Có bạn nào không vào được không? Nhắn tin vào trong chat cho cô xem nào. Đây cô gửi lại link nè.
Ta học mãi chủ đề food chưa xong nhỉ? Đói quá con ạ. À. 32 bạn. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu đi cô à? Nhật Huy bảo cô bắt đầu. Thế các bạn khác đã vào hết chưa? Có 40 mấy bạn trong lớp cơ mà. Sao mới chỉ có 32 bạn vào quiz của cô vậy? Nếu mà các con không vào được thì... Đây cô gửi lại link nhá. Chắc vào được thôi đúng không? Ok 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 ok. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Bạn nào vẫn đang ở waiting room đây này? Bạn TH à? Con vừa bị thoát ra hay bây giờ con mới vào thế? Bắt đầu nhá. Bắt đầu nhá. Ok chưa? Nếu mà ok thì đánh yes vào trong chat cho cô xem nào. Ok, so are you guys ready? Type in yes if you are. Ok. Khánh Linh, Quỳnh Ngọc, Thủy Tiên, Khánh Linh, Huy Trường, Minh Toàn. Ok, let's start. Không spam nhá, ok một lần thôi. Ôi giời. Ôi rồi. Ok nhớ keep the streak ok. Nhìn mặt các bạn rất tập trung nhá. Ôi. Hoàng Giang. Ôi, có một bạn nào mà tên cũng không hiểu là tên gì. Nhìn mặt các con kìa. What happened? Hoàng Giang mất streak rồi. Wow. Em mà, cô nghĩ là em mà sẽ được đấy luôn rồi đấy. Ok. What happened? Cà mi, ok. Thế nào bạn PH? Bạn PH là bạn nào? Vào muộn nhưng mà bạn ấy lên top 1 luôn rồi. Ok, let's see. Em Cà mi này. Cô Rô Xe. Corosen. Không biết tên. Đào Khánh Linh, Bùi Lan, Phương, Kenna, Tina, Hoàng Giang, Đức An, Minh Anh, Mai Mai. Ồ, Hoàng Anh Tuấn lên rồi nè. Ok, very good. Vẫn có sự thay đổi trong top 10 của chúng ta nhá. Ê, thế đâu nhỉ? À, ok, hiểu. Rồi, còn bạn nào? Bạn nào đang làm thế? Hayato, làm nốt đi con. Rồi, rất tốt.
Cô En nhá, cô En nhá. Bạn nào vẫn đang làm thế? Gì đấy? Gì đấy? À ơi, Lê Bùi Phương Anh, cô làm nốt đi. Đào Hoàng Uyên. Ui. Ok, được rồi, cô nghĩ là hết rồi đấy. Ok, so let's check the leaderboard. Ok, let's see. So who's on top? bạn nào là bạn PH có thể nói được cô tên con là gì được không? Đâu rồi, để cô gọi nhé. Trời ơi, biết tên gì luôn. Ok, so what's your name? Open your mic, please. Hello, what's your name? My name is Phúc. Phúc, ok, what is your full name? It's Minh Thinh Phúc. Cái gì Phúc? Cái gì? Minh Phúc hả con? Thiên Phúc. Ok, được rồi. Ok, so which grade are you on? Are you in? Which grade are you in? I'm in grade 7. Okay, grade 7, very good. I wonder why you are so good at this. Okay, thank you, thank you. Oh, cảm ơn con, cảm ơn Phúc nhá. Nhưng mà lần sau con để tên cả tên cô nhá. Bởi vì mấy hôm trước cũng thấy tên con rồi nhưng không biết tên là gì. Okay, rồi. Chúng ta sẽ xem qua cái câu hỏi này nhá. Là câu hỏi về đồ ăn thôi. Okay. The first one, spaghetti. Okay, who likes spaghetti? Raise your hand. Who likes spaghetti? And okay, I'll call one student. So who likes spaghetti? Who likes spaghetti? Tina? Okay. What is your favorite flavor or topping in spaghetti? My favorite is Chili sauce? Yes. So you still eat it with tomato sauce with some sausages? Right? Yeah. Okay. Okay. Cái này cũng là mì ý đấy nhưng mà chúng ta sẽ không gọi là spaghetti cho con nhé. Cái này chúng ta sẽ gọi là macaroni. Macaroni and cheese. Macaroni? Yes. Okay. And this is soup, I think. And this is spaghetti with long noodles. We call it spaghetti. Okay, very good. There are a lot of type of pasta. And spaghetti and macaroni is two of them. Okay, next one. What is this? Okay, cô không biết là đây có phải là cái món mà mọi trẻ em trên thế giới không thích không? Okay, bạn nào có thể... Đức An à? Cô, bây giờ cô mới gọi là con này. Do you like it is this one? I like it. Really? Yes. Okay. This it is cauliflower. Okay, it is called cauliflower. Nó cũng là bông cải nhưng nó là bông cải trắng. Okay. Còn cái món bông cải xanh ấy nó gọi là gì nhỉ? Broccoli. Okay, broccoli. Cauliflower là bông cải trắng. Nó có rất là nhiều màu. Nhưng mà cái chất liệu của nó ấy, có thể là nó chất liệu của nó khác, còn broccoli nó khác nhưng mà nó, nhìn chung là nó màu xanh. Okay, cô sẽ I love broccoli than the cauliflower. Okay. Cauliflower versus broccoli, để cho xem luôn khác nhau ở đâu nhá. Okay, so what do you like? Broccoli or what do you prefer? Broccoli or cauliflower? Đây. Khác nhau luôn. Khác nhau nhá, đấy con đi chợ phân biệt nhá. Đây là bông cải xanh là broccoli này. Còn đến này là bông cải trắng là cauliflower. Ok. Ok, this one. Next one. What is this? Oh my gosh. Who have a sweet tooth? bạn nào nhỉ? Đang tìm tên. Hoàng Giang. Cô gọi con chưa nhỉ? Nhớ nó. Oh. Okay, what is this?
It's blueberry cheesecake. Blueberry cheesecake. So what is the main ingredient in cheesecake? Do you know? No, there's no flour. We have cream cheese. Cream cheese. Game for so cream cheese we mix with whipping cream. And the bottom of the cheesecake is made of crackers or sometimes Oreos. Okay. And we put toppings like fruits or maybe ice cream on the cheesecake. Okay. Cứ cứ nói đồ ăn là cô rất là hứng thú đó con nhé. Okay, this one is corn soup. Okay, có nghĩa là bạn nào cũng trả lời đúng. Có một vài bạn trả lời tomato, vegetable và lobster. Nhưng mà chúng ta thấy không? Rõ hình hạt ngô đúng không? Okay, next one. Oh no. Cô biết là bạn không, bạn nào trả lời sai câu này rồi. Okay, so what is this? Minh Toàn. Okay, can you open, can you turn on your mic? That is sushi. Okay, cái từ này nhá, các con sẽ thấy là có chữ S này và cũng có chữ SH. Nên là chắc chắn là âm của nó sẽ khác nhau rồi đúng không? Mình sẽ đọc là sushi. Sushi. Okay, lại tắt mic mất rồi. Cứ bật mic lên con. Khi nào cô bảo tắt thì hãy tắt nhá. Okay, sushi. So, do you like eating sushi? Do you like sushi? No. No? Why? Because the fish is raw? Yes. Okay. You don't like to eat sushi or you are afraid of eating it? Lại tắt mic mất rồi. Gọi bạn khác vậy. Đào Khánh Linh. Okay. Đào Khánh Linh. Yeah. Okay, con bật mic chưa? Yeah, come on. Okay, so do you like eating sushi? Yes. Okay, so what is your favorite type of fish? What is this fish called? Cá hồi đúng không? Cá hồi đúng không? Cá hồi là gì? Yes. Biết. Cá hồi là salmon. Salmon. Okay. Còn có một loại cá nữa cũng rất là nổi tiếng trong cái sushi này là cá ngừ. Chúng ta sẽ có từ tuna. Okay. So, okay. Salmon and tuna. And both, we can eat it raw. But we need to find like a professional restaurant to eat. Because, you know, this is raw. So, it can affect badly to our health. Okay, thank you. Next one. Oh no. Cupcake, of course. Of course it's cupcake. Cái món này không biết các bạn nào thích không? Các bạn nào thích cái món này không? Bạn Nhật Huy đâu nhỉ? Nhật Huy ơi. Okay. So, what do you call this? What do you call this? How do you pronounce this word? Marshmallows. Okay, marshmallow. Do you like eating marshmallows? No. No? Have you ever eaten it? Yes. Yes, okay, but it is a little bit sweet, right? Tastes a little bit like cotton candy. Vị của nó gần giống như kẹo bông ấy, con có thấy thế không? Ngon con ạ. Ngon nhưng mà hơi ngọt. Xấu răng đấy, đừng ăn nhá, ăn ít thôi. Okay. Ăn ít thôi. Nhưng mà khá là ngon. I don't know if there is in Vietnam, but people in the West, when they go camping, they just toast the marshmallow on fire and then eat it with crackers. I don't know, with biscuits. That's it. Ở bên nước ngoài, họ đi cắm trại, họ sẽ kiểu nướng cái marshmallow này xong họ kẹp vào hai miếng bánh quy, thế là ăn. Không biết là ngon không nữa. Không biết ở Việt Nam có các bạn mọi người làm vậy không. Ok. Ôi là cái này thì không ai làm sai đúng không nào. Ok, chicken wings. Quá là ngon luôn. What is this? Ok, potato chips. Ok, potato chip. French fry khác. Bởi vì là lúc đó mình sẽ cắt nó như thế nào nhỉ? Slice. Thành slice á con. French fries. Ok, đây là nó nhá. Còn kia là potato chips, là các lát khoai tây. La 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 la.
Còn cái này là gọi là gì nhỉ? Cô chưa tìm được từ. Ok. Cột dọc. Bạn nói cột dọc. Thanh à? Thanh khoai tây. Chắc vậy. Ok, cái này thì là french fry đúng không nhá. Ok, hot dog. Hot dog. Cô không biết là Việt Nam có món này không đó. Hot dog. Nó là miếng bánh mì sandwich mà nó dài. Ok, salad. Salad, of course. Fried rice. Không biết là các con có xem cái ông này không? Gì nhỉ? Uncle Roger? Biết không? Các bạn nào biết không? Biết này không? Ông ấy hay có những cái video ở trên YouTube ý. Có à? Bạn nào biết? Có game. Có game. Không biết á? Bạn nào biết? Bạn Bảo Lâm biết đúng không? Chị Bảo Lâm. Ok, can you tell me something about this guy, Uncle Roger? Không biết luôn. Ông làm gì? Ông này á, Bảo Lâm. À đây, bật rồi. Ok con. Uncle Roger nổi tiếng vì cái gì thế? Con biết không? Vì nấu ăn. Đúng rồi. Đúng không con? Đúng, đúng. Thế con đã xem video ông ấy bao giờ chưa? Con có coi có một cái rồi. Thế nó nói về cái gì? Nó nói về cái gì? Về mấy vị nấu ăn. Ít coi lắm. Thế hả? Ok, ông này rất là nổi tiếng. Ok. Con này còn nên bật cho con xem nhỉ? Có bị dính bản quyền không nhỉ? Thử nhá. Ngắn thôi. Drain it. What's she doing? What's she doing? Drain the... Oh my god! You're killing me, woman! Hiya, drain the... Sao có CC luôn rồi? She... The rice. She draining rice with colander. Hi... Hello, my name is Uncle Roger. Today, I will react to a video sent to me by a fan. It's the BBC Good Food How okay, to Make... Ok, được rồi. Đó, đây là ông này. Rất là nổi tiếng về món egg fried rice. Các con có thể lên YouTube xem. Rất là buồn cười nhá. Rất là hài hước. Ông này hay làm video hài. Ok. Next one. Tom Yum. Ok. Tom Yum là món lẩu của Thái đúng không nào? Ok. What is this? McNuggets. Món này là hay bán ở McDonald's ấy. Ok. Burger. Cái này là cái gì? Apple pie. Apple pie. Pizza. Cup noodles. French toast. Okay, that's it. Okay, bây giờ chúng ta có một cái, các con có nhớ lần trước chúng ta học về phát âm chúng ta có cái gì không? Chúng ta được học như kiểu rap ý, rapper ấy, còn nhớ không? Chắc là vẫn nhớ đúng không? Okay, hôm nay chúng ta sẽ có âm ơ. Okay, về phát âm nhá, chúng ta sẽ có, hôm nay chúng ta sẽ học âm ơ. Nhưng mà cô sẽ không dạy cái slide này đâu, cô sẽ dạy cái slide khác. Okay. So, I have prepared for you some tongue twister with the sound ah. Okay. So, we have the first one here. Ngắn thôi. Chúng ta bắt đầu với những cái ngắn gọn thôi. Đó là cái này. Okay. Nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ rồi đọc cho cô nhá. Bạn nào có thể đọc được, nhắn cho cô vào trong khung chat. Các bạn nào đang nói về chữ pizza nhỉ? Ok, mình sẽ không đọc là pizza hay là pizza. Mình đọc sẽ đọc là pizza. Pizza. Ok. Theo tiếng Anh là như vậy. Ok. Âm ơ nha. Câu này cũng khá dễ thôi. Ok. Lại quizzes. Nếu mà cuối giờ còn thời gian thì cô sẽ cho làm quiz. Vẫn còn một cái quiz nữa mà yên tâm. Ok. Ok, bạn nào có thể đọc được cho cô câu đầu tiên? Ok. Các con giơ tay hả? Đừng giơ tay nhá, giơ tay nhiều bạn giơ tay quá cô không biết. Con có thể cô lại nhờ bọn con. Ok. Cô sẽ gọi bạn Cao Danh Lưu nha. Cậu này ngắn thôi mà đúng không? Đọc nhanh nhá, càng nhanh càng tốt nhá. Cô vẫn chưa làm được cái gì về ca hút các con ạ.
cô chưa biết cách dùng ý. Ok, Cao Danh Lưu, cô mở mic cho con này, con mở mic của con đi. Mở mic rồi con. Cristiano Ronaldo. Cô chơi Kahoot. Kahoot vui ở đâu? Nhắn vào đây cho cô xem là để cô hôm nào cô thử. Ok, bạn Cristiano Ronaldo mở mic nhá. Đọc cho cô cái câu này nhá. Đâu rồi? Trời ơi. Đấy rồi. Đọc cái nhanh còn tốt nhá. Cũng không cần nhanh quá đâu. Rõ là được. Tắt mic rồi. Trời ơi. Mở mic nào con ơi. Chơi đi cô. Con đưa cô là. Ok. The first lesson in a dirty sheet works in the third. Con không đọc được. Ok, được rồi, cô sẽ đọc lại câu này cho con. Đọc cái từ này, đọc là shirt nhá. Đúng không? Shirt. Con đọc đi con. Đọc đi con. Không sao. Đọc sai tí không sao. Đọc thưa nào nữa cô. Đọc cả câu, con đọc cả câu đâu. Đọc cả câu. Cô sửa cho con từ này đọc là shirt, ok. Chưa? Đừng tắt mic. Đừng tắt mic nha. Ok, bạn Ronaldo đọc lại cho cô xem nào. Con thưa cô là the first person in a dust shirt works in the third. Còn cái từ của không biết đọc. Firm. Ok, lại tắt mic rồi. Được rồi, ok. Bạn Thư đọc lại cho cô xem nào. Bạn Shrimp. Ô mà. Ok, bạn Thư đọc lại cho cô cái câu này. What portion in the dirty sheet work in the... Rồi, này nhá, không đọc là ấy nhá, đọc là shirt nhá. Yeah. Ừ, the first person in a dirty shirt works in a third firm. Okay, cô đọc vẫn hơi chậm nhưng mà các con có thể đọc nhanh hơn một tiện. Ok, đọc lại giúp cô Thư ơi. Mít mất rồi, bật lại nhá. Em mà cô. Ừ, vẫn là con. Đọc lại cho đúng. Shirt. The first person in a dirty shirt works in a third firm. The third person in a dirty shirt works in the third firm. Rồi, phải luyện tập nhiều hơn nhé. Cảm ơn con. Huy trưởng. Ok. Me talk it. Yes, you say this sentence. The first person in your dirty shirt work in the third firm. Ok. Có những cái âm cuối mà con cần phải... lưu ý đúng không? The first person in a dirty shirt works in a third firm. Okay, one more time. One more time? Oh, wait, that make on. One more time, okay. The first person in a dirty shirt works in the third firm. Okay, very good, very good. Thank you. Next one. Ôi, mà các con vào cái gì mà không vào được với cả cần pass thế? Vào cái gì đấy? À, Thư mở cái gì đấy hả con? Thư gửi đường link gì lên đây đấy? Kahoot á? Kahoot nào? Nhưng mà nó có dùng có free không? Có hả? Ok, thế cái đường link của bạn Thư vừa gửi lên là gì á? Cô thử mở nhá. Nhưng mà cần pass thì làm sao mà chúng ta vào được, phải không? Để cô xem nhá. Chờ cô. Đâu nhỉ? Chờ tí. Ok, đang mở. Có phải đăng nhập không? Có đúng không? Ui, đăng nhập mệt mỏi lắm.
Cô không đăng nhập được. À được rồi. Nó cứ sao sao ấy các con ạ. Chúng ta sẽ làm một bài quiz nữa nhé. Chờ cô, để cô share màn hình. Chờ cô một. Kẹ. Thôi. I share screen đấy. Huy Trường à con ơi. Trời ơi, không share. Trời ơi, con này. Trời. Share screen phải xin phép cô chứ. Nào chúng ta làm nốt cái này nhá. Ê, lộ hết cả đáp án. Ok. Còn mấy phút? Còn 5 phút. Vội quá luôn. Đây, cô đang đánh đây. Ôi giời. Nóng quá. Kahoot. Cô thấy là Kahoot hình như là nó có mất tiền này. Hoặc là giới hạn thời gian hay là giới hạn số người chơi nào ấy. Cô nhớ là vậy nên là cô mới chưa dùng đến nó. Có phải thế không? Hai mươi ba bạn. Ok. Đổi team gì bây giờ nhỉ? Docsville. nhìn rất là ngầu nhá. Khi nào chơi team á? Team đi nào? Hình như có lần cô cũng cho chơi team rồi sao ấy, nhưng mà có vẻ nó không được hiệu quả cho lắm. Có 25 bạn thôi chưa start được. Ui, lần này vẫn có một bạn vào. Linh Đan. Và nhanh các con nhớ. Bắt đầu được chưa? Ok con, được rồi, Bảo Lâm để cô nghiên cứu. Ok, bắt đầu chưa? Huy Trường sao thế con? Còn 2 phút. Khiếp, các con cứ làm như là 2 phút cô tắt thật ý. Ok, bắt đầu nhá. Bản nhạc này nghe rất là kiểu siêu anh hùng nhá. Super chill. Cái trò này rất là dễ, chỉ kiểm tra độ nhanh của các con thôi. Ôi. Nhưng mà có bạn sai đi này. Cẩn thận thôi, cẩn thận nào. Thì chúng ta làm đúng được. Có không vào được à? Hôm nào bạn Phương không vào được vậy? Vào lại link đi con. Tao thì tiên ơi, con lại lên top rồi. Cố gắng đừng để sai câu nào nhé. Ok.
ok. Cô Nguyệt và Thủy Tiên là đứng đấy luôn rồi đấy. Trời ơi, cô thấy những bạn là sai một câu rất là phí nha. Trời ơi. Nào Khánh Linh, làm nốt câu này đi con. Ok, very good. Con chọn cake, nó bị nhảy đáp án. Sao vậy? Sao vậy? Sao lại thế? Rồi. Còn bạn nào đang làm không? Lê Bảo Long. Cố gắng làm đúng câu này. Ok. Có đáp án thì sao hả con? Có thích cái đáp thì sao? Yamato có trong top 10 không? Chưa thấy con ạ. Để cô xem Yamato, con đang đứng số 22 cô. Yamato ạ. Cristiano Ronaldo đứng số 10, ok. Đúng hết. Nhưng vẫn đứng thứ 10 bởi vì con làm chậm hơn bọn khác. Ok. Là đợi bạn là Phương làm nốt nha. Nếu còn thời gian cô cho con xem Uncle Roger nhưng mà bây giờ mất rồi. Có thể là các con chưa xem Uncle Roger bao giờ không? Xem đi. Ok, rồi. Ủa, có bạn nào vừa vào thêm đấy? Wendy vào lần 2 à? Thôi á. Rồi. Em nào? Bài này dễ quá đúng không? Cô tìm dễ chỉ để mình ôn tập lại từ vựng về thức ăn thôi. Thức ăn thôi. Cao xanh lưu. Hai. Ok. Con có thể tự nhìn được bảng tổng sắp của mình mà đúng không? Để xem nào. Tina, ok, lại là một lần nữa chúc mừng bạn Tina lại đứng thứ nhất. Tiếp theo là các bạn Thanh Thư, Emma, Hoàng Giang, Đức An, Huy Trường, Khánh Linh, Anh Tuấn và Bảo Khôi và cuối cùng là bạn Cristiano Ronaldo nha. Ok. Con hạn bao nhiêu? Trịnh Bảo Lâm chỗ nào? Xem nào. Hayato, bạn là Cao Danh Lưu là đứng số 23 nha. Hoàng Anh Tuấn. Trịnh Bảo Lâm tên là gì? Con để tên ở đây là gì? Vẫn là Trịnh Bảo Lâm đúng không? Nhưng chẳng thấy tên đâu ý. Nhiều tên quá. Ok. Rồi. Đây. Bật YouTube cho tí nhá. Mong là không bị dính bản quyền thôi. Nhưng mà bật cái video nào cho nó ngắn gọn một chút nhỉ? Đây đi. Đó là cái này. Video nổi tiếng nhất của ông này luôn. What is BBC? Let me see. It's okay. Uncle Roger not into the other BBC. Let's play the video. Nó không bị dính bản quyền. Egg fried rice. Don't be afraid. This is really simple. It's cheap. It's delicious. Really satisfying. Rice. Don't be afraid. Who afraid of egg fried rice? It's the most common dish. Everybody eat egg fried rice. Who afraid? Why are you afraid of egg fried rice? Where your courage? Uncle Roger scare ghost, but you scare egg fried rice. Failure. This is really simple. It's cheap. It's delicious, really satisfying, and it's like a takeaway, but you haven't paid £8 for it. Who paid £8 for takeaway egg fried rice? Được rồi, Wendy, con có thể nghỉ. Eating money go on tree, pay £8 for... Con có thể tìm Uncle Roger ở trên YouTube mà xem nha, ok. Cô nghĩ là cô không thể mở thêm được nữa bởi vì nó sẽ đánh bản quyền của cô mất, ok. Rồi, khi nào có thời gian thì cô sẽ gửi cái link này lên Zalo cho con xem nha. Ok. Rồi, cũng 9 giờ hơn rồi. Các con phải chuẩn bị đi ngủ để mai đi học tiếp chứ đúng không nào? Ok, mở mic cho các bạn nha. Trời ơi.
Đầu giờ chưa? Ok, rồi, goodbye. See you on Sunday. Bye bye. 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 Bye cô hồi nãy là dính bản quyền với cô. Dính bản quyền YouTube mà. Ok. Bye bye, good night. Goodbye. Sao đấy? Bạn đang muốn hỏi cô gì đấy? Nói đi con. Where's your glasses? Glasses? Oh. Here. Yeah. Oh. Okay. Okay. Ông đó là chị Hài á cô, ông chủ tên là Cánh Du á cô. Ok, ok. Đi ngủ đi các con, mai còn đi học nha. Yes, tomorrow I have an exam. You have an exam tomorrow? Okay. Yes. So are you studying now? Yes, okay. I will study. But you still need to get to sleep a bit earlier. So your mind can be clear. Wow. You have enough sleep so you can do great on your exam. Okay, chào con nha, cô tắt nha. Bye bye. Yes, cô tắt đi cô. Bye bye.